luôn vậy. Trời ơi trời, giờ này đóng cái đinh kìa. Bữa nay chú Năm mới xuất hiện trên kênh Khuôn TV nè. Chú Năm có gì nói không chú Năm ơi? Chú Năm quay qua nhìn vô chào một cái. Chào giám đốc. Hello giám đốc. Đây là minh chứng cho việc đi làm thì mới có ăn nè anh em. Đó là ông Lan 10k, ông Lan nữa 15k, ông Lan nữa 20k, ông Lan nữa 25k. Còn đi quay mà tàu lao dính gác kìa, không có tiền luôn. Cán thẳng thước để ốp gạch nha các bạn ơi. Ở vị trí ngoài đây là mình ốp gạch lên tới trên, đụng trên cái sổ luôn. Ở nhà ngồi ở nhà. Đây là phụ hồ mới lên nha anh em. Bữa nay là cầm thước là kéo thước là không cần phải chà luôn. Cho anh ấy một like. Bữa nay ổng đãi con gà nha anh em. Lên nghề rồi. Wow. Phụ hồ lâu năm nay là thành thợ chính này. Đổi xe nô máy rồi nha mọi người ơi, chuẩn bị cắt nóc lọc máy thôi. Thank you.